Chúng ta đã hoàn thành được con tàu thám hiểm sao Hỏa Opportunity, một con tàu thám hiểm sao Hỏa của Hoa Kỳ đã mất tích vào năm bao nhiêu đó mình không nhớ rõ, nhưng mà đây chúng ta đã hoàn thành con tàu thám hiểm sao Hỏa Opportunity. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.